40 Pro có cụm camera nổi bật. P40 Pro là chiếc smartphone cao cấp thế hệ mới của Huawei sẽ được ra mắt trong thời gian đầu năm 2020, nên đang thu hút rất đông sự chú ý của giới công nghệ. Với đây, trang công nghệ Android Headline vừa đăng tải hình ảnh chính thức của chiếc smartphone này, cho thấy thiết kế tổng thể của sản phẩm. Từ những hình ảnh được đăng tải cho thấy Huawei P40 Pro sở hữu thiết kế mặt lưng nổi bật với cụm 4 camera được đặt trên một hình chữ nhật. Kiểu thiết kế này sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến cụm camera trên iPhone 11 hoặc của Google Pixel 4. Nhưng trên thực tế, Huawei mới là hãng khai sinh ra kiểu thiết kế với cụm camera vuông trên chiếc smartphone Mate 20 Pro được ra mắt từ tháng 11 năm 2018. Vẫn chưa rõ tính năng cụ thể của từng camera trên Huawei P40 Pro, nhưng theo giới tạo tin, cụm camera này bao gồm camera chính độ phân giải 64MP của Sony, camera góc rộng 20MP, một camera hỗ trợ zoom quang học và camera top để hỗ trợ các tính năng 3D và thực tế ảo. Đáng chú ý, logo của Leica vẫn được xuất hiện ở cạnh cụm camera của sản phẩm. Điều này cho thấy Huawei vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với hãng máy ảnh Leica để phát triển camera trên chiếc smartphone của P40 Pro.